Chào các bạn, mình tên là Lê Thị Linh, mình đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay mình vừa mới được nhận visa du học Mỹ. Cảm giác bây giờ rất là vui. Thật sự là không thể nào tin được là mình đã đậu visa. Trước khi làm hồ sơ du học thì mình cũng lên Facebook tìm hiểu và thấy được công ty Tân Đại Dương. Trong đó mình có rất nhiều bạn đã từng làm ở đây và đã được đậu visa du học Mỹ. Hiện tại các bạn đang học tập ở nhiều bang trên nước Mỹ. Mới đầu mình vô làm hồ sơ, mình gặp được chị Thủy. Chị Thủy là người trực tiếp làm hồ sơ cho mình. Mình làm hồ sơ, mình qua Mỹ để học ngành quản trị kinh doanh tại trường Valencia College tại bang Florida. Mình làm giấy tờ này là do di dưỡng của mình bên Mỹ bảo trợ tài chính. Thật sự thì mới đầu bắt đầu làm hồ sơ, mọi người nói là có người thân sẽ rất là khó đầu này nọ rồi kêu. Vậy là mình bị giãn đoạn học một năm nữa. Mình tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014. Mà đến bây giờ mình mới bắt đầu đi học lại. Nói chung hồ sơ của mình là nhiều cái nó là như mình sợ, cảm giác như là chắc không thể nào xin được visa đâu. Nhưng đến khi lên Tân Đại Dương và gặp chị Thủy, chị Thủy tư vấn cho mình là cách làm hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ học tập, hồ sơ tài chính của di dưỡng mình bên Mỹ. Rồi là trước khi mà các bạn đi phỏng vấn, các bạn còn được học một lớp học trả lời phỏng vấn với anh Khôi. Anh Khôi sẽ hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi mà lãnh sự quán đưa ra. Nhưng ở đây chỉ là hướng dẫn thôi nhé. Còn các bạn phải tự mình tìm hiểu các thông tin rồi hồ sơ của mình. Tại vì chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất hồ sơ của bạn phải cần những gì, làm những gì. Cho nên chúng ta chỉ được anh Khôi hướng dẫn. Rồi sau đó gần ngay đi phỏng vấn, chúng ta lại được học với anh Bảo Anh, giám đốc của công ty du học Tân Đại Dương. Lúc đầu rúng lắm, gần ngay phỏng vấn á, thật sự là cảm giác là rúng, mình không tự tin chút nào về là hồ sơ của mình cũng như là bản thân mình có thể nhận được visa. Nhưng khi đến học với anh Bảo Anh á, anh truyền lửa cho mình, tự nhiên lúc đó cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Chỉ muốn là học xong rồi ngày mai là đi để lệnh sự quản để phỏng vấn liền luôn. Cái có buổi học của anh Khôi là giúp mình là tự tin hơn rất nhiều trước khi đi phỏng vấn. Mình còn được lên trực tiếp trên công ty sau khi các bạn đã học tiếng Anh xong rồi đấy. Cả câu trả lời bằng tiếng Anh của mình xong, mình lại được trực tiếp lên công ty, được các lính thì được chị Thảo tẹt bài, chị chỉ cho mình cách lên giọng, xuống giọng, trả lời như thế nào cho thuyết phục. Rồi là chị Thủy cũng thấy mình không được tự tin cho lắm, chị khuyên rất nhiều. Chị kêu là đây là em bỏ tiền ra em đi làm hồ sơ du học thì phải tự tin lên, tới đó phải tự tin lên mình đi lấy visa chứ không phải là mình đi xin visa của người ta, cho nên em phải tự tin lên. Và ngay cuối cùng trước khi đi phỏng vấn, mình đã lên công ty và được các anh chị khuyến bảo rất nhiều, và hôm nay mình đã tự tin và mình đã làm được. Mình chia sẻ thêm một ít kinh nghiệm khi đi phỏng vấn. Khi đi phỏng vấn thì các bạn cần ăn mặc, nói chung là không cần phải chỉnh chu như là mặc quần tây, áo trắng động thun hay là áo dài gì cả. Các bạn chỉ cần mặc sao mà thấy rằng là mình tự tin, mình đẹp và mình có thể làm là chính mình là được. Khi vào phỏng vấn, chúng ta cần quan sát thật kỹ. Trong đó sẽ có những anh chị hướng dẫn chúng ta quan sát và làm theo. Nhớ là đừng có để mọi người nhắc nhở gì cả, và phải cười lên nha, xuyên cười lên. Cái lúc mình xếp hàng cho phỏng vấn cũng vậy, vô tình mà bị một lãnh sự quán nào đó nhìn mình vẫn nở nụ cười với họ. Rồi cái để khi phỏng vấn mình vô, mình chủ động chào hỏi. Các bạn có thể thêm vào những câu nói vui như là khen cái người ta đẹp hay là hỏi về sức khỏe ví dụ vân vân. Khi trả lời phỏng vấn, các bạn cần tự tin, rõ ràng, dứt khoát. Không, người ta hỏi gì nói đó chứ đừng có rụng sợ lập ấp á ấp ủng sẽ làm trượt mất cơ hội xin visa du học Mỹ của mình. Đó là tất cả những gì mà mình
chia sẻ với tất cả các bạn hôm nay. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các anh chị trong công ty du học Tân Đại Dương đã giúp em làm hồ sơ và thực hiện ước mơ du học Mỹ của mình. Em xin cảm ơn.